Thưa các anh chị, kết thúc quý 1 năm 2022 với những cái thành quả rất là ấn tượng, ban lãnh đạo công ty sau đây thì sẽ xin được dành thời gian để tri ân cũng như là vinh danh thành tích dành cho các anh chị là tư vấn tài chính xuất sắc của quý 1 năm 2022. Và đặc biệt là đầu tiên xin được chúc mừng và vinh danh các anh chị là ngôi sao tinh hoa đã đạt danh hiệu MDRT và Hanwalit Kim Cương. Và trước khi đến với phần vinh danh này thì ban tổ chức có một mong muốn và kính nhờ các anh chị mình sẽ thực hiện cùng ban tổ chức nhé. Khi chúng tôi gọi xướng tên các anh chị được vinh danh thì mỗi anh chị khi bước lên trên này thì các anh chị ở dưới cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn giã để anh chị lên tiến lên sân khấu ạ. Và đầu tiên ban tổ chức xin chúc mừng và vinh danh ngôi sao tinh hoa Hanwalit Diamond RM Nguyễn Mạnh Hùng GA Bắc Giang 2 ạ. Vâng. Xin anh chị cho một tràng vỗ tay thật dài để anh mời anh Hùng lên ạ. Xin được chúc mừng Hanwalit Diamond UM Phùng Thị Luyên GA Bắc Giang 2. Xin mời các anh chị có tên di chuyển nhanh lên trên sân khấu ạ. Vâng, xin mời anh Hanwalit Diamond SRU Nguyễn Thị Tâm GA Hà Nam. Vâng, xin được chúc mừng Hanwalit Diamond RM Dương Thị Hồng GA Bắc Giang 1. Xin mời Hanwalit Diamond RM Vũ Thị Diên GA Bắc Ninh ạ. Vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời TSD Nguyễn Văn Huệ, RSD Nguyễn Văn Thảo cùng các anh chị là giám đốc văn phòng tổng đại lý, các anh chị là giám đốc kinh doanh khu vực sẽ lên để trao quà và cùng các anh chị mình đứng ra giữa. Các anh chị là tư vấn tài chính xuất sắc của chúng ta. Các anh chị đại lý hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các anh chị là Hanwalit Diamond của quý 1 năm 2022. Trân trọng cảm ơn các anh chị và chúc anh chị luôn luôn thành công. Vâng, xin được xin mời ban tổ chức, các anh chị là ban tổ chức cũng như là các anh chị là JD lắng lại lên trên sân khấu ạ. Và ngay sau đây thì xin được chúc mừng hạng mục Hanwalit MDRT UM Vũ Thị Phương J Hưng Yên 2 ạ. Xin mời UM Vũ Thị Phương ạ. Và tiếp theo xin chúc mừng và vinh danh chúc mừng tới Hanwalit MDRT DM Nguyễn Thị Quân GA Bắc Giang 1 ạ. Vâng, xin được chúc mừng Hanwalit MDT DM Hoàng Thị Loan J Bắc Ninh. Xin mời chị Loan ạ. Xin mời các anh chị có tên di chuyển lên trên sân khấu ạ. Xin mời chị Phương mình đứng ở dịch phía trên một chút ạ. Và thành công hơn nữa cùng với Hanwalit Việt Nam. Và để các anh chị để giúp các anh chị tư vấn đạt được kết quả cao nhất và mang lại thu nhập nhiều nhất cho gia đình mình và bản thân, chúng ta không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của các cấp quản lý. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chúc mừng và vinh danh thành tích của cấp quản lý tinh hoa vùng miền Bắc 1. Chúng ta cùng chúc mừng và vinh danh top 3 trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc. Xin được chúc mừng top 3 UM xuất sắc SRUM Nguyễn Văn Mạnh J Bắc Giang 1 ạ. Xin mời anh Mạnh ạ. Xin được chúc mừng top 2 UM xuất sắc UM Lê Thị Vui J Hưng Yên 2 ạ. Xin mời chị Vui di chuyển nhanh lên trên sân khấu ạ. Và xin được chúc mừng top 1 UM xuất sắc UM Vũ Thị Phương J Hưng Yên 2. Xin mời chị Phương ạ. Và xin chúc mừng các anh chị.
chúc mừng các anh chị và chúc các anh chị luôn luôn giữ vững phong độ của mình. Và vinh danh top 3 trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc, đó là xin được chúc mừng và vinh danh top 3 DM xuất sắc, DM Hoàng Thị Loan, GA Bắc Ninh ạ. Vâng, xin được chúc mừng chị Loan. Và xin được chúc mừng top 2 DM xuất sắc, SRDM Nguyễn Thị Ngọc, GA Bắc Giang 1. Và chúng ta cùng tiếp tục chúc mừng tới top 1 DM xuất sắc, DM Nguyễn Thị Quân, GA Bắc Giang 1. Xin mời chị Quân lên trên sân khấu ạ. Vâng, xin cảm ơn các chị ạ. Và thưa anh chị, để có được sự thành công của các cấp quản lý, các tư vấn tài chính thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần vô cùng đặc biệt để giúp cho các anh chị cấp quản lý, tư vấn có một môi trường làm việc thân thiện, đầy năng lượng và gặt hái nhiều thành công trên sự nghiệp bảo hiểm. Chúng ta không thể không nhắc tới vị thuyền trưởng ở chính tại các văn phòng luôn luôn hỗ trợ, hệ thống nhiệt tình, đầy trách nhiệm. Và đó là những anh chị lãnh đạo Tinh Hoa GAD của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình chúc mừng và vinh danh top 1 lãnh đạo Tinh Hoa vùng miền Bắc 1 kỳ xếp hạng quý 1 năm 2022. Và theo anh chị đó là ai ạ? Các anh chị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để xem là đó là ai ạ? Xin được chúc mừng top 1 GAD xuất sắc, GAD Nguyễn Mạnh Tài, GA Hưng Yên 2. Một lần nữa các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật to, thật dài để chúc mừng tất cả các anh chị là cấp quản lý và tư vấn tài chính xuất sắc của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời các anh chị an tọa. Và kính thưa các anh chị, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng tất cả chúng ta ngày hôm nay ạ.